Thế mình hướng dẫn mọi người cách đăng ký internet banking. Ở Nhật thì cái internet banking thì bây giờ là rất chi là phổ biến, mọi người đều có thể đăng ký được, và cái thủ tục đăng ký internet banking rất chi đơn giản. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách đăng ký internet banking trên máy tính, sau đó thì là các bước mà download phần mềm trên ứng dụng App Store về điện thoại, rồi để mọi người có thể đăng ký được và kiểm tra tiền, gửi tiền trên điện thoại mình một cách nhanh nhất. Thì chúc các bạn thành công, và các bạn mọi người xem video ở dưới mình. Mình làm video hướng dẫn mọi người cách đăng ký internet banking, neutral banking nhé. Thì thường thì mọi người có cái thẻ neutral rồi, nhưng mà để sử dụng thẻ neutral banking bằng internet, bằng điện thoại thì các bạn phải đăng ký cái neutral banking này nhé. Nhất là xem được cái tài khoản các bạn là có người gửi người tiền mình gửi đi, rồi thì người người đã gửi về cho mình. Thì mình đầu tiên thì vào trong app này, mình sẽ để cái link ở dưới. Đây, các bạn vào phần Shinki này, Moshikomi này. Đấy, ấn vào đây nhé, dòng hàng này nhé. Ê, tiếp theo trong dòng này thì các bạn kéo xuống dưới nhé. Đây, như cho đây cái tổ này, no osikomi này, omosikomi này, video là không mất tiền. Tấm vào dòng này cho mình nhá. Thì tiếp theo thì các bạn kéo xuống dưới và chọn cái ô Tetsuzuki. Đấy, trong mục này như thế nào? Thì ở cái mục này ấy, thì các bạn kéo xuống dưới cho mình nhá, bỏ qua cái bước này đi, trả xuống dưới và xin key nhá, xin xin key toro cự nghị sự xưng ngữ tiếp theo này. Thì ở mục tiếp theo này nữa thì mình làm như nào, hơi nhỏ tí, thì nó các bạn phải đọc các cái điều khoản của neutral, mình đọc cái chia lâu cũng nhật nhiều, các bạn kéo xuống dưới cùng cho mình, ấn vào đồng ý, chị đôi ý này. Ngài ngôn ý đôi sự đồng ý với cái nội dung ở trên. Thế thì các bạn chọn đồng ý xong rồi bạn chưa ghi hết rồi theo nha. Thế nó sẽ ra một cái bảng như này, ra một cái bảng này, các bạn làm như nào thì cái đây là cái hai cái ô này, là các bạn điền cái thông số ở cái thẻ như chùa các bạn đấy. Cái đầu tiên là cái mã 5 số này, mình điền cái mã 5 số là 146 chấm 40 này. Đấy, tiếp theo thì mình nhấn là 256 7 2891 2891. Đấy, mình nhập cái số của đây vào, số nhu trồ của cái nhu trồ. Cái tên này là tên Katakana nhé. Katakana thì các bạn đánh chuyển sang chế độ này, Katakana tiếng Nhật cho mình, là tiếng Việt đi. Katakana nhé. Tổng vào đây anh theo không bỏ chuyển anh nữa cao rồi tiếp theo thì cái đánh hơi khó bởi chuyển katakana đi cao ti ti chữ chữ nợ chữ chữ nhỏ thì anh bấm phím n cùng với phím mình chọn nha phone ngày tháng năm sinh, đây bây giờ mình ghi là năm tháng ngày sinh nhé. Thì là năm sinh 1993, bỏ chế độ tiếng Nhật đi, xóa đi cái này, 1993, âm đây, tắt lại nữa, cái này, 1993, không ba ngày tháng xin các bạn nhé, một vào đây. Xong tiếp theo là điền cái email. Email là gì nhỉ? Các bạn điền email các bạn vào nhá. Bây giờ mình điền email của mình vào. Email của mình là mai ba tám tám copy một lần nữa và ra dưới nhé, các bạn ra dưới cho mình.
Nó hỏi ở đây thì là cái Chuichi no Okibo sử dụng này, Daiso là như là khi mà người ta gửi tiền vào cho mình thì có gửi thông báo không? Có. Gửi tiền đi cũng thông báo hết. Ấn vào xin ghi hệ. Bây giờ là xác nhận số điện thoại này. Kéo dưới này. Nó sẽ gửi cái thông tin vào cho mình. Bây giờ mở hạnh ở đây. Từ nhá, chứ mình chưa chụp cái này lại không chút nữa là rõ hơn các bạn này. Rồi tiếp theo vẫn một đô sự này. Cái này sử dụng xem nào. Ok, một này thì các mình thu nhỏ lại cái này mình lưu vào mình làm web. Tiếp theo vẫn ấn mà hay nhé. Cô Jinjo thì mình điền số điện thoại của mình vào này. Ở đây thì mình điền cái mã số mà nó sẽ gửi vào số điện thoại của mình. Mình ấn vào chữ ghế thì nó sẽ gửi số điện thoại vào cái mã số của mình cho mình nhập lại. Đấy. Thì các bạn chờ một tí nó sẽ gửi vào cái mã vào số điện thoại cho các bạn điền cái số 5 số vào đấy Nikoro nó sẽ gửi hiệu Koro đến số điện thoại của mình để xem số điện thoại số Koro là bao nhiêu. Sẽ gửi số Koro đến cho mình rồi. Thế mình điền vào. Ok. Xong mình chữ ghi hệ. Đấy. Thế nào ra nhập đúng chính xác rồi đấy. Đây là thông tin của mình này. Thông tin của mình đã nhập. Ta đăng ký thành công nhé. Đã đăng ký thành công rồi. Xong thì bước qua đến bước này. Tiếp theo thì mình nhấn chữ ghi hệ. Tiếp theo là cái bước kiểm tra cái mà đưa vào trong cái mail em mình tiếp vào đây, chính hệ nó sẽ gửi một cái xác nhận đến Gmail cho mình. Bây giờ mình sẽ trong Gmail cái mutual đã có mã rồi, 23 cái tổ. Ok, mình đặt cái mã rồi, mình tiếp theo. Bây giờ mình sẽ nhập một cái mã 6 số. 6 số cả. Tay nha qua nó gửi cho mình đi nha. Không không. Nó gửi trong Gmail cho mình ấy, mình chỉ đấy, Rocking Password. Bây giờ mình đã nhập một cái đấy, sau khi nhập mật khẩu được các cái số ký tự chuẩn mình á thì nó sẽ hiện bóng báo như này, mình, đấy, thì nó sẽ bảo mình thông báo là mình vào Rocking nhé, và tiếp theo Rocking. Mình đã đăng ký thành công rồi nhé. Như thế này là mình đã thành công. Bây giờ mình vào thử nhé. Như này các bạn đã thành công rồi nhé. Đây các bạn nhập cái mã mà vừa lấy này. Nãy nó gửi cho mình nha.
Đấy, nhập vào đây. Thì ổn chưa hệ. Đó, em bắt điền mật khẩu vào. Điền mật khẩu vào thì mình điền mật khẩu vào đây. Điền mật khẩu vào đây nha. Mình chụp cái lại bảo xong các bạn lúc cưới này. Đấy, đặt thành công. Vậy là các bạn đăng nhập thành công nhé. Bây giờ các bạn có thể chuyển tiền được. Đấy. Ok rồi. Đấy, mình đã giới thiệu thành công cái bước đăng nhập Internet Banking. Đấy, vậy thì bây giờ các bạn sẽ đã có cái thông tin mà cách đăng nhập internet bên kinh nghiệm, các bạn có thể đăng phần mềm về rồi gửi tiền được nhá. Chúc các bạn thành công nhá. Ở đây thì các bạn đăng hai cái ứng dụng này nhá, hai cái ứng dụng như trồ là về cho mình, xong rồi đăng nhập vào thì nó sẽ bắt các bạn điền các thông tin như thẻ gai của các bạn, tên rồi thì ngày tháng năm sinh, điền vào đây thì xem xác nhận đây cái mã trên này là cái mã trước mình đăng ký Internet Banking này. Đấy, xong rồi các bạn nhập thông số của thẻ gai vào, nhập xác nhận thẻ gai. Đấy, bây giờ sẽ ra được như này. Chúc các bạn thành công nhá.